thấy gì có việc Việt Nam vinh danh nàng tiên nâu Nguyễn Đỗ Trúc Phương sống đẹp. Vào ngày 14 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra đánh giá bộ máy nhà nước quá cồng kềnh và kém hiệu quả. Theo Thời báo Tuổi Trẻ, Việt Nam có khoảng 52.000 hội đoàn từ trung ương tới các địa phương được nuôi sống từ ngân sách nhà nước. Theo đó, vào năm 2023, con số khoản chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp của Việt Nam là hơn 92.000 tỷ đồng. Đây có lẽ là một trong lý do khiến cho mạng xã hội của người Việt Nam gần đây đã nổi sóng với nhiều ý kiến hết sức bất bình. Đó là vụ việc 3 người nổi tiếng ở Việt Nam, bao gồm ca sĩ kiêm nhạc sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam với lý do đã dùng ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án VN10 để tổ chức sử dụng trái phép. Đáng chú ý, cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, người được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật chính trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Theo Bộ Công an cho biết, đến nay, liên quan đến vụ việc này, Ban chuyên án đã triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên quan tại huyện, liên tỉnh, thành phố và khởi tố thêm 630 bị can, thu giữ 323 kg ma túy các loại và nhiều vũ khí quân dụng, với số tiền giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày 16 tháng 3 năm 2023, bao gồm 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã bị tạm giữ tại sân bay cửa khẩu Tân Sơn Nhất sau khi lực lượng hải quan phát hiện có hơn 11 kg ma túy được giấu trong các tuyếp kem đánh răng, hành lý của tiếp viên này. Sau một tuần điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả lại tự do cho 4 nhân viên vừa kể trên với lý do chưa đủ cơ sở để khởi tố vì họ không biết trong số hàng hóa vận chuyển có chứa ma túy. Tuy nhiên, ngay sau đó, một chuyên án lớn mang bí số VN10 đã được thành lập, dẫn đến việc triệt phá nhiều đường dây ma túy quy mô lớn như kể trên. Truyền thông nhà nước đã phủ nhận các cáo buộc trong 4 nữ tiếp viên đó có người là người thân của lãnh đạo Việt Nam, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy có sự liên quan của các lãnh đạo cấp cao đến vụ án hiện nay. 4 tiếp viên hàng không đã được trả tự do và không bị khởi tố hình sự. Trở lại câu chuyện, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2020 của idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Công luận thấy rằng đây là hệ quả tất yếu của bệnh thành tích nhưng vô trách nhiệm của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói chung và bộ máy công quyền Việt Nam nói rộng hơn. Tại sao Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một đối tượng từng sử dụng chất ma túy trái phép cũng như tham gia vào việc mua bán ma túy, mà lại trở thành một biểu tượng có lòng nhân ái với xưng danh cô tiên từ thiện hay cô tiên của người nghèo? Dẫu rằng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã từ chối trách nhiệm khi bao biện rằng việc vinh danh Nguyễn Đỗ Trúc Phương với giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp đã được thực hiện từ năm 2020 trước khi cô Phương phạm pháp. Sau khi Trúc Phương bị khởi tố và bắt giam vì liên quan đến ma túy, ngay lập tức cơ quan này đã quyết định thu hồi giải thưởng vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đây là một bài học cho thấy các tổ chức hội đoàn, cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương xuống các địa phương được nuôi bằng ngân sách của nhà nước là vô tác dụng, thậm chí là gánh nặng cho đất nước. Liệu bà Dũng có giúp được Tô Lâm vượt qua đại họa từ Trung Quốc đang chờ sẵn hay không? Vẫn với điệp khúc gieo hy vọng nhằm đánh lừa dân chúng. Vào ngày 17 tháng 11 tại Cà Mau, nhân ngày Đại hội Đoàn kết Toàn dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lại ca bài khắc phục khi biểu hiện ở gần dân nhưng không hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân. Công luận đã có hỏi tại sao ông Tô Lâm lại về quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã có công dẫn dắt ông Tô Lâm lên đến đỉnh cao quyền lực với chức danh Tổng Bí thư, đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu điều đó có tương tự như câu chuyện vào ngày 5 tháng 7 khi Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9. Đây là địa bàn chiến lược của ông Ba Dũng và ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Tô Lâm đã trở thành Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, việc Tổng Bí thư Tô Lâm về Cà Mau lần này trên danh nghĩa dự hội nghị nhưng đằng sau là câu chuyện ông Tô Lâm đến để xin ý kiến từ ông Ba Dũng trong lúc tình hình chính trường của nội bộ Đảng đang có nhiều dấu hiệu hết sức bất thường. Sau một thời gian, ông Tô Lâm được đánh giá là có chịu xuống thang. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm lại có những biểu hiện cho thấy vẫn không chịu khuất phục. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ để khẳng định quyết tâm giữ vững chủ quyền trên Biển Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thách thức không nhỏ với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Quan trọng hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm ý đồ trở thành trường hợp ngoại lệ duy nhất. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 trở nên quyết liệt, một mất một còn. Chưa hết, trong lúc này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang nỗ lực hết sức mình để bình định và kiểm soát các phe nhóm, cụ thể là phe cánh miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An của ông Phan Đình Trạc, cũng như nhóm Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú. Theo giới thạo tin, các cá nhân và phe cánh ở trên đều có nhiều lực lượng đứng phía sau, và các phe cánh này vẫn còn khả năng kết nối, liên minh với nhau và có thừa khả năng lật đổ ông Tô Lâm khỏi cương vị Tổng Bí thư. Và đây cũng chính là lý do bà Nhàn IC đã tiếp tục bị truy tố, kết án và bị Bộ Công an đòi dẫn độ từ Đức về Việt Nam, cũng như câu chuyện sắp khởi tố bắt giam với cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại được nhắc đi nhắc lại. Những điều vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến chuyến thăm Bắc Kinh cách đây ít ngày của đoàn đại biểu do ông Phan Đình Trạc dẫn đầu sang Trung Quốc để xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, vụ bê bối mới đây trong chuyến công du ngoại quốc lần đầu tiên của ông Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia cũng vậy. Một nhân viên cận vệ của Chủ tịch nước đã bị cảnh sát Chile bắt giữ và trục xuất ngay lập tức với lý do quấy rối tình dục của phụ nữ ở nước sở tại. Đây là một đòn rất đau cho ông Tập, vì cũng tương tự như ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã mất chức sau khi gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trước đó có ít ngày. Tương tự, chưa đầy một tháng sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Lương Cường cũng gặp sự cố nghiêm trọng trong chuyến công du đầu tiên. Quan trọng hơn, cú chơi xỏ được cho là có bàn tay của Bộ Công an như việc kể trên đã tặng cho ông Cường một tai tiếng suốt đời, khó có thể gột rửa cho được. Nghĩa là cả thầy lẫn tớ, Tập và Cường đều bị ăn đòn đau của Tổng Bí thư Tô Lâm. Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kế sách hiệu quả nào để giúp cho đàn em Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua được đại họa đang chờ phía trước hay không? Sau Lương Cường, Phan Đình Trạc lại bất ngờ sang Bắc Kinh. Liên quan đến tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới thạo tin, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 chỉ còn khoảng 13 tháng. Trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải giành bằng được chiếc vé trường hợp ngoại lệ để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt. Việc ông đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành trường hợp ngoại lệ là vấn đề đương nhiên. Tuy vậy, cho đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa giành được sự đồng thuận của đa số Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là vấn đề không hề đơn giản. Theo nguyên tắc, nếu kết quả biểu quyết ông Tô Lâm là trường hợp ngoại lệ của Ban chấp hành Trung ương không đạt được quá bán, thì sẽ đồng nghĩa với việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải về nghỉ hưu sau hơn một năm ngồi trên ghế Tổng Bí thư ở tuổi 69. Vấn đề tuổi tác là vấn đề cực kỳ quan trọng với các thành viên tứ trụ khóa 13 này. Theo giới quan sát, tính đến đầu năm 2026, khi Đại hội 14 diễn ra, hai ông Tô Lâm và Lương Cường cùng ở tuổi 69. Ông Phạm Minh Chính được 67 tuổi, ông Trần Thanh Mẫn sẽ ở tuổi 64. Theo quy định hiện hành và độ tuổi tái cử, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường đều phải đến tuổi về hưu, cũng như ông Phạm Minh Chính không đủ tuổi để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, việc giành vé trường hợp ngoại lệ là câu chuyện không hề đơn giản. Theo giới quan sát, khả năng cao, nội bộ Đảng sẽ đạt được phương án cả ba ông Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại hoặc cùng nghỉ hưu. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm lại không muốn như vậy. Theo ông Tô Lâm, trường hợp ngoại lệ cho Đại hội 14 chỉ có duy nhất một và chỉ có một mà thôi. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 càng trở nên quyết liệt, một mất một còn. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 về Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước, mà thực chất là sự đầu hàng vô điều kiện của ban lãnh đạo Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Kể từ đó cho đến nay, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đó là lý do lãnh đạo Trung Quốc từng gọi ban lãnh đạo Việt Nam là những đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Khi đó, Hoàn Cầu Thời Báo là một phụ bản của Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết với tiêu đề Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng hãy trở về nhà. Đây là cách diễn đạt thể hiện thái độ hết sức trịnh thượng của Trung Quốc trong việc xử lý mối quan hệ với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một cách thể hiện tham vọng ảnh hưởng hoặc kiểm soát đối với Việt Nam. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua hay không? Ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An, là một đối thủ chính trị, đồng thời là người liên tục dòm ngó chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa qua đời. Có nhiều biểu hiện cho thấy các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Quảng Nam đã và đang nỗ lực liên kết với phe tướng lĩnh quân đội để chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là điều hết sức đáng lo ngại với chính trường Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin sau Lương Cường, Phan Đình Trạc lại bất ngờ sang Bắc Kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de